CC là phụ động đất cái thầy nghe. CC. Đi phụ cốt đất cái thầy coi. Ừ. Thấy chưa? CC thấy chưa? Cái mùa hè sư phụ trồng rau cho con ăn. Đây con, đây. Đây. Giao phụ con đất cho sư phụ nghe. Nghe không? Mới mua phân xiêm ngày hôm qua đó quý vị ơi. Chuẩn bị dự trữ. Nó sẽ xe ngoan lắm, sẽ xe con đất cho sư phụ nghe. Chết xê. Con trinh không nổi sư phụ ơi. Con theo sư phụ được chứ con trinh không nổi con nha.
Ôi, rảnh quá. Rảnh quá làm chút nó lạnh quá. Xúc đất thải vô cái bồn đó rằng. Với cái bồn đó là tôi ươm giống đó quý vị. Ươm giống, rồi ươm giống xong các đầu mình vô cái chỗ mà hai cái bồn trắng trắng là tôi thử ớt tôi cắt hết rồi tôi thử úp lại coi tới mùa nóng mình dở ra cái nó có ra cành không, tôi bài vậy đó. Nó miếng đất này thôi chứ tới mùa nóng tôi ráng trồng bán cũng 5-6 ngàn đồng bạc xuống hết đâu á nghe kệ. Đó họ đang làm tùm lum, nay họ làm tiếp nè chứ không phải tôi bày hày đâu nghe. Tôi là gọn lắm đó. Thở đang làm. Ơi sao sau đây nó đau lưng ta kỳ vậy ta. Nó là nó đau lưng. Khum khum mới làm mấy cái mà rinh mấy cái bao phân. Đó, bao phân gì mà 7 đồng mấy một bao đó các chị ơi. 7 đồng mấy một bao. Có nghĩa là 160-170 ngàn bao phân gì đó. Phân rác, phân hữu cơ đó, giống như mình Việt Nam mình gọi là phân hữu cơ đó. Thấy không? Nó để dành cứ một lần đi chợ, có ai có cho có gian đi mua mấy bao vậy đó. Làm vốn. Đó, tôi trồng nhiêu đây thôi, mảnh đất tôi xịt đó. Lúc sau này không có thể bán mấy ngàn đồng một cái mùa hè đó. Cái vàng này sang năm là tôi trồng khổ qua hết nè, chứ không trồng bầu nữa đâu. Khổ qua vừa ăn nên thuốc mà vừa có bán nó được giá nữa. Này khổ qua đó, hồi này cũng là khổ qua luôn nè, cái chỗ vàng vàng đó. Còn cái chỗ này là tôi sẽ dựng cái rạp ở đây nè, rạp chỗ đậu xe nè. Đó, chỗ này mới là trồng bầu, trồng bí, trồng mướp nè. Xê xê ơi, thằng đâu rồi, vô phụ cốt đất cái thầy coi. Trời ơi, đi chơi xa quá. Xê xê. Xê xê đâu rồi? Về mau, đã lên. Đi. Phải đi chơi lắm. Mở cửa ra đi chơi. Đó, nguyên cái chỗ này là tôi trồng chuẩn bị hết rồi nè. Ở dưới này là trồng các loại rau thơm ăn nè, thấy không, gốc nó còn đó, rau thơm ăn. Rồi cái bên cái chỗ này á là tôi trồng mồng tơi với trồng quế. Cái chỗ này là rau, nguyên cái khu vực là rau má nè đó. Rồi sau Bồ Tát Quan Âm á là bạc hà. À, nè mấy chỗ này tôi đang trồng củ chuối nè, tôi đậy lại đó. Đó chỗ này là sao mà tao có âm là bạc hà chứ. Đây nè bạc hà nè, nó còn gốc nè. Đó mà nguyên cái khu vực này tôi trồng dưa hường rồi chơi. À, trong đất trong này nếu mà tôi cuốc nổi á thì tôi trồng nè bí rợ rồi mà không biết cuốc nổi không. Cái nhà này là nếu ông bà đó mà bán thì mình không có trồng được, còn nếu ông bà chưa bán thì mình ráng mượn miếng đất này mình trồng nữa là sống dư sức, thì thấy không, đâu có cần gì mà mình phải khổ đâu, mình chịu khó mình siêng chút vậy đó. Sao con đi chơi mới về đó hả, vui không? Không, sư phụ đi cửa sau, sư phụ không đi cửa trước đâu mèo. Đi ra con, đi cửa sau con. Nó phải nuôi con mèo nữa các chị thấy không? Giờ phải nuôi con mèo cho nó ăn nữa. Sáng là mèo chó, bởi vậy cái nghiệp ở đâu mà ăn tới vậy đó. Đây, phải lấy nước cho nó uống nữa. Đây.
đi đâu lại đây ta nuôi ta cho ăn nha, rồi mới nốt mùa hè đi kiếm chỗ nha, ta chỉ cho tụi con tạm trú mùa đông thôi nha, mùa hè là tao có cho ăn đâu nha, mùa hè mới đi kiếm chỗ đó. Đi nuôi tụi con mùa đông thôi nha. Nè. Đi con ơi, đi ra sao sư phụ nè. Đi ra sao sư phụ con đắc, đi, đi, đi. 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 Đi, để lên. Đi. Đi sư phụ con đắc sao nè, thấy không? Ra sao cho nó ấm cho nắng con. Ngoan lắm á, sư phụ kêu đi đâu mà đi đó đó. Bởi vì không cưng cho được, phải không? Hồi sư phụ đánh răng, sư phụ thay áo cho nghe. Để sư phụ cứ đá chốt đây nghe. Đưa đi vô, đưa vô đâu.
Nằm biếng làm. Thế chừng làm mà đau lưng quá. Nhưng phải làm. Tại hôm nay trời lạnh nằm biếng làm nặng nè. Cũng vui, phải lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Thấy không, mình làm mà công sức mình thiệt khỏe không các chị. Cứ cục đất về là $1 đó. Cứ cục đất về 50 sen đó. Hay nghĩa là cuốc đất xong rồi mình trồng đó. Thấy không, đó nguyên khu vườn này nè. Bây giờ chờ tôi gom lại hết, chờ thợ làm xong. Thợ làm xong tôi gom cái gì không cần thiết tôi liền, chụp bớt hết. Nó trống nữa mà để hàng luôn á. Mô Phật. Thôi, sáng quay chơi các diện chút vậy thôi để tôi làm nha. Cái đây quay hoài làm không được. Vui, đi vô con, đi, đi. Vô. Sủa gì đi vô, cho sư phụ. Đánh răng cho rằng sư phụ thay đồ, sư phụ làm tiếp con, đi. Đi. Đi đánh răng.